Ok, cảm ơn mọi người đã đặt cho mình cái tên rất là hay. Có lẽ là nó sẽ gắn liền với một phần mà cuộc đời mình sẽ để lại những kỷ niệm vui về thời sinh viên, cũng như là cái tuổi đời mà mình gắn bó với câu lạc bộ. Và hy vọng là sẽ còn rất là nhiều ngày 8 tháng 3 mình gắn bó với các chị em, và sẽ ngày càng thêm được những các chị em xinh đẹp hơn. Cảm ơn các chị em đã luôn cổ vũ cũng như là đồng hành cùng với em suốt chặng đường, đúng không?